hôm nay thì mình sẽ test thử là bóc vỏ đỗ tương bằng máy mini chạy motor 3 kg chạy bậc pha gia đình 220V. Chúng ta sẽ cùng xem kết quả của máy sẽ làm ra như thế nào nhé. Theo yêu cầu là mình sẽ bóc sạch cái vỏ của cái hạt đỗ tương như thế này. Đây là thành phẩm khi mà chúng mình đổ vào. Đấy. Và thành phẩm khi mà bóc ra ấy, là nó sẽ phải sạch vỏ. Mình cùng xem nhé. Mình cùng xem là máy hoạt động thế nào. Số này là 10 kg. Đi xuống đây ra ngoài. Ông giải thích được chạy rồi đến chết à. Đá là sạch luôn ạ, vỏ đã được bóc hoàn toàn. Cái lỗ thiêu quá nó thì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho mình hỏi là cái khe to nhỏ ấy, cái chỉnh càng mở ra là càng to đúng không, càng rộng đúng không, hay là chặt chặt hơn? Càng vặn vào thì nó sẽ càng chặt hơn, nó sẽ càng sát tới lại cái trục xoay. Để con này được 2-300 cân. Chưa. Cả số bo này.